ngọt thơm tay trái mẹ 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 ăn tay trái luôn rồi, mẹ biết tay trái luôn rồi. Dạ đây sao còn nè, không còn hả? Đang ăn mua, đang ăn mua, đang ăn mua. Dạ mua đây có ngọt cá có mua gì không con? Tính mua hai trái, con mua hai trái rồi con. Ừ dính hết đi, ăn hết đi, còn miếng ăn hết đi. Ờ còn miếng ăn hết đi, ăn hết đi đừng bỏ ủ rau, ăn hết đi cho lớn, ăn hết đi. Còn rau ăn nhiều cho nó tướng nó to tí nè, đặng gọt thơm nhiều tí ha. Cho nó đặt chai xíu nữa. Sau này lớn là gái thêm nhiều lắm luôn á. Con gái rồi đó. Có rồi, giờ có. Ủa rồi. Có hả con? Rồi giỏi người ta, mới 5 tuổi luôn. Rồi sớm này thì có mấy tuổi con biết gọt? 7 tuổi rồi biết gọt, là có ai chỉ không? tự hết rồi cái giờ rồi cái ngày giọng vàng buổi tối là giọng vàng con quán hay sao? Cất gần vô đi con, gần đây không? Ở quận 5, à, lâu ở quận 2. Rồi dọn vậy là tới mấy giờ mà được mình mới về được ngủ? 12 giờ, có lúc khách đông thì 1 giờ. Rồi giỏi vậy. Có lúc khách ít ít thì cỡ 9 10 giờ là hết. Rồi 4 giờ là con phải đi bắn thớm nữa. Vậy sao ngủ đâu đủ giấc đâu? Cái gì đâu? Cái mít của mấy chú á. Vậy là đâu con ngủ chỉ có 4 tiếng à hả? Kẹp vô chú đi, kẹp đi đi ngồi đây, đây với lưng kẹp nhở. Bé ngủ có chỉ có 4 tiếng. Ở đây. Ở nhà có phù mà nấu cơm rồi gì nữa không Nhi? Có, rửa chén nữa. Rửa chén hả? Quá trời luôn. Rửa chén nhặt đồ, làm đồ ăn. Trời giỏi quá vậy. Có lúc con mới làm lẩu. Hồi xưa con học lớp 3 là do con không muốn học hay là sao, hay là không đủ điều kiện học? Ăn đi. Đó ăn. Làm. Để con trả tiền cho con. Như vậy con. Cô ơi, cô. Nói chú quay cho, chú quay cho. Nãy giờ đói bụng rồi quê. Bây giờ đến giờ ăn rồi. Đi lại tới 12 giờ. Ăn hết tô này no không Nhi? Không no luôn hả? Ăn hai tô hả? Hai tô nữa không? Làm tô nữa. Có lúc con ăn cỡ 3-4 tô. Dữ vậy? Ghê vậy. Dữ vậy? Để con nghe. Bây giờ thử thách 4 tô luôn không? Rồi ăn đi cô, chú chưa thêm nha. Nổi không? Nữa. Ăn 4 tô đi, đúng rồi luôn. Ăn 4 nữa là bè bé bụng hết. Nếu mà giờ con ăn nổi 4 tô là ăn tô 100 ngàn ăn không? Ăn nổi không? Quất không? Quất không? Không. Nếu mà con thua là con cho lại, nhưng mà trái thơm chịu không? Hả? Nếu mà con ăn nổi á là ăn tô 100 ngàn. Nếu mà con thua thì con cho lại trái thơm chịu không? Chơi hả? Chơi luôn rồi. Là bây giờ là bé mới ăn sáng mình ra cả nhà rồi. Phải ăn từ 5 giờ sáng này. Nãy giờ không thấy mời cô chú gì hết à. Chú ăn đi. Con mời cô chú đi. Con mời cô chú ăn. Ủa em đây bán với ai? Bán với ai? Bán mình. Bán mình hả? Rồi anh chị em đâu? Anh chị em thì về ở dưới quê. Ở dưới quê hả? Anh thì đi làm. Quê em ở đâu? Trà Cú. Trà Cú, Trà Vinh. Hai quê là. Là dắt xuống về nhà quê chơi nghe không? Rồi em lên đây sống với ai? Mẹ với ba với hai. À mẹ với ba với ai? Hai, anh hai. Hai. Anh hai thì đi làm. Hình như anh hai đi làm bảo vệ gì hả? Đúng nghĩa. Anh hai làm bảo vệ ở dưới kia. Anh hai bao nhiêu tuổi rồi mà làm bảo vệ? 13. 13 tuổi làm bảo vệ. Anh hai 13 tuổi. Ủa anh hai có 13 tuổi mà làm bảo vệ được hả? Con bé có 10 tuổi à. Bé nhiêu? 10 chứ phải 12 không? Hồi sáng là ba giường đã giải thích rồi. Một ngày 1 tuổi. Ngày 1 tuổi hả? Em là đúng tuổi là 9 tuổi đúng không? 10. 10 tuổi hay 9 tuổi? 10. Sao nãy ba nói 9 tuổi? Chắc tính lên thêm tuổi rồi. Tính theo giấy tờ là 9 tuổi á. Mới sáng giờ lên thêm tuổi. Lên tuổi rồi, rồi có khoảng nghe 12 tuổi giờ là lên lại phải không? Lên lại 9 tuổi. Chính là lên 10 là đây rất là dễ thương luôn nha cả nhà. Đây là em sáng chạy từ 5 giờ sáng để đi ngủ ba sáng giờ đi bế nữa ông làm thôi đúng không? Ở sáng là em dậy mấy giờ để đi làm? 4 giờ rưỡi. Wow, mới có 10 tuổi mà chạy 4 giờ rưỡi đến chiều làm. Là con bán cơm ở đâu nữa con? Ở quận 2. Là con bán ở chợ. Mỗi chiều có bán nữa hả Nhi? Chiều bé có bán ở quận 2. Bán ở chợ nào con? Chợ Bình Khánh. Chợ Bình Khánh hả?
Ôi, có ngồi hướng hả? Nào sao chú đi ngang qua đó hoài không thấy ta? Con thấy cái cô mà bồng đứa em bé mà bị bệnh bán rau không? Trước trước chợ Bình Khánh không? Thấy. Thấy rồi, con ngồi gần đó không? Con ngồi sao? Sao? Cái anh thấy con ngồi ngay cái chỗ quán nhà trứng cá. Trứng cá hả? Có cái trứng cá. Ồ, chú cũng đi ngang đó mà sao không thấy? Đúng mà thường con bán từ mấy giờ với chị ở bên đó? 3 giờ đi qua đó. À, 3 giờ hả? Má nó tới 7 giờ. 7 giờ tối đúng không Nhi? Dạ. Đúng là ngon không? Nhưng mà thường cái lúc thì thường con ăn bánh mì đó. Bây giờ quen ăn bún với bánh mì thích cái nào? Sáng giờ con bán được, em bán được nhiều không? Dạ. Sáng giờ 20 trái. 20 trái hả? Một ngày trung bình mình bán bao nhiêu trái? 80. Wow, 80 trái nha mọi người. Chiều là con bán mấy trái nữa con? 100 trái. Chiều 100 wow. Trái, vậy là một ngày cũng gần 200 trái đúng không? 180. Nhiều tí ha. Cho nó đặt chai xíu nữa. Sau này lớn là gái thêm nhiều lắm luôn á. Có bạn gái rồi đó. Có rồi, giờ có. Ủa có rồi. Hả con? Ghê vậy. Ghê vậy. Như chú. Không? Chú là còn ế tới vợ đây nè. Kêu chị chú mới kiếp chị chỉ đâu. Để con có ghệ hả các bạn? Chú con ghệ ghệ sinh không? Con có biết kiếp gì chị chú với con? Con chị chú với ai chú còn ế tới giờ luôn á. Ghệ luôn trời đâu quay mặt chú nhìn nè. Còn đẹp trai quá trời, có 1 tiền nữa hả? À? Có 1 tiền nữa. Nhìn lại quá bạn. Còn có 1 tiền nữa. Em nó dài lắm. Bởi vì có ghệ phải rồi. Rồi xong đâu rồi đó. Bây giờ bắt tay vào công việc là còn thơm. Bây giờ là 2 giờ bé bắt đầu thơm. Bán cho cả nhà. Một trái như vậy thì Nhi bán 10.000 một trái. Nhiều trái thì con. Con ơi, con cô lượm thì sao kìa? Cái này là con thử trái nó chín hay sao vậy? Con có thể chỉ cho chú thử biết cách nào để lựa thơm cho nó ngon không? À, nhìn như cái gì con? Thì bây giờ đeo vào tay vô đó ha. Đây là bé đó, đeo tay vô tay vô. Nhìn chuyên nghiệp ha. Mời các bạn xem là bé trở lại còn hơn bé mới vừa 9 tuổi có người yêu bắt đầu giờ còn hơn như thế này 10 tuổi rồi. Người yêu mày để giết nào kìa bây giờ đang gọt là không có nhớ tới người yêu nhau không đang cầm dao chơi luôn có cái dụng cụ gọt thơm nhỏ nhỏ Nhi ở cái đầu trắng đó hả? Dạ hai lưỡi. À, mình có không? Có. Sao mình không gọt cái đó cho nó gì nó? Dao này mới bén thôi. Dạ. Nhà này cái quán 5 triệu không bán á. Wow. Ủa dao là bán không còn? Ở trong mấy siêu thị hoặc là mua bằng tỷ bán không? Cái thơm là trắng cái là. Rồi dạ, dao mua tỷ không bán luôn hả? Cái cùi. Mua tiền dao không bán? Trắng gì ăn mình ăn đúng không? Còn cái cùi. Dao này ngoài mua 15.000 kiểu bán 5 triệu không bán. Dân tỷ không bán mà. Có chú không mà kế bên này đòi mua dao con lại 15 triệu kìa bán không? Không bán hả? Cái dao này 15 triệu không bán á. Dao này ngoài chỉ có 15.000 thôi nha mọi người.
chú chồng quen rồi. Chú kia đây hả? Ờ. 50 lắm. À 50 lắm. Nhưng mà chú nói 15.000, tôi mua lại 15 triệu. Giờ giao hiện tỷ nó còn không bán mà chứ nhiêu. Phải không? Bán lấy gì gọt? Đúng rồi, bán lấy gì gọt thơm nè. Nhớ gọt đẹp chứ. Quá trời đẹp luôn á. Đó. Mình gọt xong cái bằng đó mình chỉ thôi thôi đi gọt cái thơm nhé. Nên nói tí là tại vì tắt mạng. Sao lại có mạng? Không, chú tắt mạng thì tại vì chú quay có mạng bị lắc. Nhi có mạng hả Nhi? Có. Mạng ba này cũng biết hết. À. Bán rồi từ nghe nói bé là bán rồi. Em là từ ra đi bán là mấy tuổi là đã bán rồi? 7. Là lúc 5 tuổi chị, 5 tuổi là bán cá rồi đó chị. 5 tuổi là em đã đi đi bán cá. 5 tuổi là đi ra đi bán cá rồi đó mà quay. 5 tuổi đi. 5 tuổi đi bán cá là đi đi ra làm rồi, bán nghề bán cá bán cá. Bé 5 tuổi đó ra đợi. 7 tuổi là còn khóm. Khóm này là chỉ mới bán vào trong Tết thôi phải không? Quay đi hơn. 2 năm. 2 năm rồi. Khóm thì bán bé đã bán được 2 năm rồi. Sao cái bán thành nó chưa kêu mày. Đừng có lấy xe. Bé 5 tuổi đã bắt đầu đi bán cá và thì tới bây giờ thì bé bắt đầu là đi. Rồi.